Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Tin khẩn liên quan đến tên Hề Hoài Linh bị cơ quan công an điều tra triệu tập khẩn cấp, mặc dù tiếp tục diễn vai giả mù khi tiếp tay để Võ Hoàng Yên giết chết người bệnh. Thưa quý vị, mặc dù hơn 2 năm trôi qua, nhưng vụ án drama càng trở nên nóng bỏng và căng như dây đàn khi Bộ Công an quyết định làm rõ ngay trong năm 2023 này. Đây là điều người dân mong chờ bấy lâu nay từ Trung ương. Như trong các bản tin chúng tôi đã cập nhật đến quý vị, các trách nhiệm của đám ca nghệ sĩ trong nhiều sai phạm như việc quảng cáo lố, quảng cáo sai trách nhiệm, thậm chí là tiếp tay cho những hành vi sai trái dù biết rất rõ về nó. Một số gương mặt tiêu biểu của làng quảng cáo mà đài truyền hình cũng như báo chí đăng tải minh họa cho vấn đề này có thể kể đến như là tên nam ca sĩ thất học Mr. Đờm, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Cát Tường. Được biết, các sai phạm đều liên quan đến việc đám ca nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn không chỉ dừng lại ở hành vi quảng cáo sai, mà một số người còn tham gia vào quá trình diễn để lừa bịp công chúng, tiếp tay cho những hành vi lừa đảo, trục lợi tiền của người bệnh. Cụ thể ở đây là việc liên quan tới tên thần y lừa bịp Võ Hoàng Yên. Như trong các thông tin mà kênh SPTV đã đăng tải trước đây, việc vai trò của tên Hề Hoài Linh cụ thể là gì trong mối quan hệ với tên lăng băm Võ Hoàng Yên? Liệu chỉ đơn thuần là người PR quảng cáo cho ông Yên hay là người bắt tay với ông Yên để lừa đảo công chúng để trục lợi trên niềm tin của người bệnh? Khi tới nay, vấn đề này vẫn chưa một lần được công khai trả lời với công chúng, thế nhưng bài báo mà chúng tôi đề cập đến ở trên thiết nghĩ phần nào cũng đã giúp chúng ta dễ dàng xác nhận vai trò của tên Hề Hoài Linh trong vụ việc Võ Hoàng Yên lừa đảo người dân, lừa bịp người bệnh. Xin trích lập nội dung để quý vị cùng bản tin chúng tôi suy nghĩ lại quan điểm của mình về mối quan hệ giữa Võ Hoài Linh và ông Hoàng Yên. Trong mấy ngày qua, thông tin báo chí đăng tải việc nhiều thông tin bất lợi cho Siêu Phương Hằng khi các trợ lý của bà Hằng bị cơ quan chức năng triệu tập lại để điều tra, thì ngay trong ngày hôm qua thì Bộ Công an cũng bất ngờ ụp và bắt tận tay việc lừa đảo chữa bệnh của tên thần y Võ Nam Yên. Khi nhắc lại trước đây, tên thần y lừa bịp này còn đã bị cơ quan của nhiều địa phương xử phạt vì biết ông ta chỉ là lừa đảo, chứ về tay nghề chưa chắc gì ông ta chữa trị được những căn bệnh thông thường như là cảm sốt, đừng nói đến những căn bệnh là nan y. Thế nhưng bởi vì được chống lưng của đám quan tham như là tên Phan Văn Mãi cùng sự PR của đám ca nghệ sĩ bẩn, nhà báo, luật sư hai mặt, nên hắn mới ung dung tắc quái gây ra biết bao đau thương cho người dân. Vậy mà chẳng hiểu vì sao ông ta lại chữa bệnh lừa đảo suốt một thời gian dài, thậm chí kéo dài đến tận 14 năm trời. Trước thông tin này thì khán giả cả nước và người dân xin cảm ơn đến cơ quan chức năng những địa phương đã quyết tâm không cho và tố giác tên thần bịp Võ Hoàng Yên này và ngăn hắn ta lừa đảo để kiếm cơm bằng một việc làm vô đạo đức hại nước hại dân như vậy. Kể đến là lực lượng lên án những ai đã tiếp tay cho tên thần y này. Trong đó, người đáng trách nhất là tên thần Hề Hoài Linh. Chuyên về những thao tác trong chữa bệnh của tên thần y Võ Hoàng Yên, người không tinh ý cũng nhận ra là hắn ta chữa bệnh tầm bậy tầm bạ. Chứ đừng nên sử dụng từ ngữ chữa bệnh theo kiểu phản khoa học như thế, chỉ là giết hại người mà thôi. Việc sử dụng từ ngữ như vậy nó hạ thấp cho ngành khoa học lắm, mà trong chuyện này khoa học nó lại nằm ở ngành y. Chuyện tên Hề Hoài Linh cũng biết rõ ràng việc chữa bệnh lừa đảo, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ và theo học nghề. Việc này khiến cho người dân rất phẫn nộ khi biết rõ chúng không ngoài mục đích là kiếm tiền, là lừa đảo niềm tin, lừa đảo tiền bạc của người dân. Mang mác là một nghệ sĩ người Việt ở nước ngoài khi đã có ý về Việt Nam để kiếm ăn thì chắc chắn là anh ta đã suy nghĩ rất là kỹ nơi quê cha đất tổ, nơi mà mình đã ruồng bỏ và trở về lại thì phải làm bằng mọi cách để kiếm được cho thật là nhiều tiền. Cho dù việc làm vô đạo đức đến mức nào, nhìn thấy tên thần y Võ Hoàng Yên tự xưng là thần y đi chữa bệnh lừa đảo tiền bạc của biết bao nhiêu người và của rất nhiều địa phương chữa bệnh lừa đảo mà lại được đón chào long trọng, đã vậy lại được một số địa phương cấp đất có kinh phí để xây dựng trung tâm chữa trị miễn phí, còn kêu gọi quyên góp xây dựng chùa chiền với số tiền cực khủng quá dễ dàng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chúng xem như đó là cơ hội ngàn vàng để kiếm tiền ngay lập tức xin gia nhập vào tập đoàn của ông Võ Hoàng Yên. Thưa quý vị, có thể nói chưa có một câu chuyện nào mà ranh giới giữa thật và giả lại trở nên mơ hồ như drama của Siêu Phương Hằng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Bên ủng hộ yêu mến, bà Phương Hằng thì cho rằng bà ấy nói thật, không có lửa thì làm sao có khói. Những kẻ được bà ấy đưa lên đài đấu tố đều là ăn gian nói dối, thiếu minh bạch.
Còn bên phản đối nữ CEO thì ngược lại một mực khẳng định là bà hàng toàn nói điều vu oan giáng họa cho người khác, xấu xa độc ác. Và những người mà tin yêu bà Phương Hằng cũng toàn hùa nhau ăn theo nói dối, y như thần tượng của mình không biết ngượng miệng chút nào. Bên trung lập thì hoang mang, bởi vì quả thật là có một số điều bà Hằng Nguyễn Phương Hằng đã nói đúng quá. Còn nhiều vấn đề khác thì vẫn đang trong thời gian điều tra, kiểm chứng. Và bên phản diện bà Phương Hằng đưa ra những dữ liệu mang tầm bí mật đắt giá, nghe thì cũng có cơ sở. Đây không phải là sao kê là một bản báo cáo xác thực để bẻ gãy luận điệu xuyên tạc của những kẻ phá rối ăn hôi cho người dân. Thấy tường tận nói có sách mách có chứng. Và mới đây thì Đại Nam đã tung ra bản sao kê làm từ thiện của mình trong vòng 7 năm và số tiền mà vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng đã làm từ thiện lên đến 500 tỷ đồng. Nghe đến đây thôi thì tất cả những bên phản diện đều phải sốc và sợ khi đã cố tình vu khống vu cáo cho Đại Nam. Giờ thì ngày bồi thường cho Đại Nam đã không còn xa nữa. Thưa quý vị, một thông tin liên quan đến vụ việc siêu Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng lò vôi bất ngờ có cuộc gặp gỡ mới nhất trong trại tạm giam để chuẩn bị cho cuộc xét xử sắp tới. Siêu Phương Hằng và mãi lo sợ trước thông tin bí mật được lộ tẩy là thành phần thế lực ngầm. Thưa quý vị, 15 tháng là một thời gian khá dài việc bà chủ Đại Nam bị bắt tạm giam và ghép vào điều 331 và liên tục bị gia hạn tạm giam từ lần này đến lần khác. Nhưng âm mưu đằng sau đó thì không ai biết rõ, các thông tin lộ ra bên ngoài chỉ là những thông tin thiêu diệt được các trang báo chí truyền thông đăng tải để dẫn dắt dư luận mà thôi. Vì sự việc bị một nhóm quan tham vô cùng lớn thao túng, đặc biệt còn có liên quan đến các thế lực ngầm mà ông Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng người nằm trong đường dây mua quan bán chức ngầm này. Chính vì thế hàng loạt các thông tin bất lợi và nhạy cảm gây nguy hại cho người đương nhiệm được bưng bê, bao che. Việc Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, ai cũng biết là người mới nhậm chức Chủ tịch Thành phố vào năm 2021 nhưng đã gây ra rất nhiều sai phạm, cùng với đó là hàng loạt vụ án xảy ra. Theo nguồn tin bí mật cho hay, tên Phan Văn Mãi cấu kết với bà trùm Trương Mỹ Lan. Vì khi nhậm chức Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, chính tên Phan Văn Mãi là người ký kết hàng loạt cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhiều thông tin cho rằng ông Mãi cũng là người đứng đằng sau hỗ trợ công ty An Đông lừa đảo người dân trong thời gian qua. Và tên Phan Văn Mãi cũng liên quan đến các tập đoàn khác như Tân Hoàng Minh, FLC và Vạn Thịnh Phát. Bởi nếu không có thế lực quan chức chống lưng thì chẳng có doanh nghiệp nào dám làm và cũng không thể nào làm được chuyện vô lý đó. Và tên Phan Văn Mãi có mối liên hệ mật thiết với các dự án sai phạm trên của Trương Mỹ Lan. Việc ông Phan Văn Mãi đã nhận số tiền cực lớn từ Vạn Thịnh Phát là điều nhiều trang báo chí đăng tải. Ngoài dư luận với chức vụ Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, thì Phan Văn Mãi tham nhũng hối lộ một số tiền cực lớn từ các công ty tập đoàn. Giới thạo tin cho rằng, chỉ tính riêng tiền hối lộ từ công ty Việt Á năm 2021 thì số tiền mà tên Phan Văn Mãi đút túi lên đến 25 triệu đô la Mỹ. Và trước thông tin Phan Văn Mãi nhận hơn 50 triệu đô của Vạn Thịnh Phát là thông tin có thật và đang được Bộ Công an bí mật điều tra xác minh, xử lý trong thời gian tới đây. Tính từ khi tên Phan Văn Mãi lên nắm quyền Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 và năm 2022 thì đã có hàng loạt những ồn ào gây náo loạn khu vực phía Nam, từ chuyện showbiz đến các tập đoàn lừa đảo bất động sản. Thưa quý vị, chính vì thế mà Bộ Chính trị đã có quyết định điều tra hai vị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh là ông Phan Văn Mãi, Lê Hồng Nam, vì trong thời gian qua đã có nhiều hành động khuất tất, nghi là cấu kết với thế lực ngầm, thao túng các tập đoàn tại khu vực gây nhiều sai sót nghiêm trọng, khiến cho người dân vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Hiện tại hai tên quan tham này chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải chăng lò cụ tổng đang chuẩn bị thiêu hai tên quan này? Đây là một thông tin vô cùng bất ngờ đối với nhiều người, và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ cho kê biên tài sản của 14 người trong lãnh đạo của Bộ Công an, trong đó có các nhân vật đáng chú ý chính là Phan Văn Mãi, Lê Hồng Nam, Hồ Sĩ Niêm, cùng với 11 nhân vật khác. Người dân cho biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định kê khai tài sản để làm rõ những thất thoát và cách làm việc mập mờ trong thời gian qua. Nhưng có ý kiến lại cho rằng rất có thể là Tổng Bí thư muốn xác định số tài sản các nhân vật trên để mượn ít để dùng, vì ngân sách của nhà nước hiện nay đã đến giai đoạn báo động. Như khi nhắc đến hai nhân vật lãnh đạo trong Bộ Công an là Lê Hồng Nam và Phan Văn Mãi thì người dân không còn xa lạ gì với những việc liên quan đến những tập đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong đó có cả đám ca nghệ sĩ bẩn đang chặn tiền từ thiện trong thời gian qua, được hai tên này chống lưng để hoạt động lừa đảo người dân và nhận tiền hối lộ từ những đám ca nghệ sĩ